Hello, chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Và như hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc áo nha. Chiếc áo đó là chiếc áo màu vàng đi. Chiếc áo màu vàng. Mình sẽ dùng tờ giấy màu vàng này để mình làm. Nếu bạn nào không có giấy màu thì có thể dùng giấy A4 được, màu trắng được. Thì A4 nó kiểu như này, nó cứng cứng, không phải cứng hẳn, không phải mềm hẳn. Nó là vừa đủ dùng thôi. Và công cụ làm việc của mình hôm nay là một chiếc bút, một hồ gần có tí thôi, một chiếc thước không thể thiếu và một chiếc kéo để mình thiết kế một chiếc áo, cả một bộ luôn, cả quần luôn. Giờ bắt tay vào làm công việc là vẽ chiếc áo trước. Tập trung một tí nha. Ok rồi đấy. Xem nào, chiếc áo này, chiếc áo mình sẽ vẽ bút chì này để cân đối hơn của nó, đường kính của nó ra là 5.5 à. Chiều cao của nó là đây, đem đường xuống, hai cái này mình sẽ làm phẳng nhau. Sẽ làm chiều to luôn. Đây tầm này thôi, tầm hơn một chiếc thước một xíu. Vẽ chưa đây? Điều gặp điểm chung từ giấy này. Vẽ thêm một điểm chung của nó là nằm ở phía này. Rồi bắt đầu chương trình mình sẽ làm một góc cạnh hơn. Rồi này, điểm một chút nằm đây này. Đem một đường xuống. Bên kia tương tự, sau đó có một đường vòng quằn này, vòng quang này, phóng phỏng lại cái chiếc áo này. Và cổ nó đây. Phát lại chiếc áo này như thế nào cho bạn xem dễ hiểu hơn. Ok chưa? Đấy. Ok, đúng nét rồi. Ok. Giờ bắt đầu mình sẽ dùng đường kéo để cắt nó. Vết ấy luôn, cắt xuống này, này. Ok rồi này. Này mình cắt theo một đường này đi.
trước mình cắt bỏ được, chứ sau đó mình cắt nha, sau cắt thành ao tù mất rồi, cắt bự cái form nó đấy. Làm chiếc áo này dùng tông của nó là tông màu xanh làm cái cạp này của nó, cạp chữ V, cắt cắt một đường kẹp nó. Kéo cái từng cạp của nó. Đến đây này. Bẻ vòng nó một hướng lên này. Đây. Cắt bỏ phần thừa nó đi. Bẻ hết ra. Đủ không? Chắc đủ làm hai cái. Thật thái luôn. Đây, đồ này chắc đủ. Đồ ký thiếu, đồ này sẽ đủ. Cổ này rồi mình sẽ ghi một hình vuông cho chiếc áo đó. Những hình đi mình vuông vào sẽ đẹp hơn đấy. Không được thừa một nếp luôn, keo này đây dán hai bên luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc áo cho các bạn rồi.
Nếu các bạn thấy hay ủng hộ mình nhá, hãy cho mình một like, một share. Chiếc áo được không ạ? Đẹp chứ. Rồi các bạn, vào những video buổi sau.